Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con máy xay Osaka các bác nhé. Chào các bác đến với shop phẩm huấn, chúc các bác ngày mới thật nhiều niềm vui. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, đăng ký, chia sẻ kênh giúp chị. Đấy, em sẽ đi vào chi tiết luôn. Sản phẩm đầu tiên đó là lên cho các bác con máy xay hàng của thương hiệu Osaka các bác nhé. Osaka, đấy, đây, hàng của thương hiệu Osaka Japan này, hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Một con máy xay như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160k nhá. Các bác lên cho em là máy xay Osaka này, đó. Máy xay này. Osaka nhá, lên cho em là máy xay Osaka 160k luôn, đó. 160k cho cái mã máy xay Osaka này các bác nhá. Hàng cực kỳ là chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đây. Đấy. Hàng bên em nó là hàng loại 1, loại to nhá, hàng có vạch nhá các bác nhá. Đó. Hàng loại 1, loại to có vạch các bác. Đó, các bác xem kỹ cho em. Đó. Đây, hàng loại 1 loại to mà có vạch như này, còn nó sẽ có hàng loại 2 các bác nhá. Đây, công tắc nhấn của nó đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Dây của nó thì nó sẽ dài đâu đó là vào khoảng là 1 mét các nhá. Dây dài khoảng 1 mét. Đây em sẽ tháo dây cho bác xem. Đấy. Chắc nó dài khoảng 1 mét gì đấy các bác nhá. Rồi, em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn. Đây. Đấy. Con này thì nó sử dụng điện 220V nhá. Đây các bác này. Đấy. Đây. Đấy. Điện 220 các bác nhá. Đây. Bây giờ em sẽ cho các bác xem bên trong này. Đấy, bên trong của nó sẽ là một cái thân 4 lưỡi như này các bác này. Đấy. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây. Bây giờ em sẽ test xay đá cho các bác xem nhá. Đây. Đây là đá khô các bác này, đá khô này. Đấy. Đá khô, đá tủ lạnh ấy, đá này em để khá là lâu nhá. Đấy, đổ vào cho các bác xem. Các bác nghe cái tiếng nó kêu ọc luôn. Đây các bác nhá. Đó. Đấy, đá này các bác nhá. Đó rồi. Em sẽ test máy cho các bác xem luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đấy các bác cứ đặt vào này xong. Các cái nhấn nhẹ như này. Nhấn nhẹ cho em này các bác nhá. Đó. Nhấn nhẹ cho em này. Đó, chỉ có 30 giây thôi là đá đã ra thành bột rồi các bác. Đá đã ra thành bột như này. Đó các bác nhá. Đó, đá đã ra thành bột như này. Tức là các bác có thể thay được xay được tất cả mọi chất liệu luôn các bác nhá. Đó. Thịt, gà, cá rồi nói chung là tất cả các loại thực phẩm này. Đấy. Xay một phát là nó nhuyễn là như đá này luôn các bác nhá. Đó. Đây, nhuyễn là như cám này luôn các bác nhá. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Giá thì chỉ có 160k cho một con máy xay Osaka như này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đó. Các bác có nhu cầu xem tham khảo đặt hàng thì có thể liên hệ. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái thanh chắn cửa các bác nhá. Đấy. Con này thì nó rất là tiện này. Đây, các bác chỉ cần là mở ra như này, sau đó thì mình đẩy vào cái khe cửa nhà mình. Đó, đẩy vào khe cửa nhà mình. Con này thì dài khoảng là 90cm thôi nhá. Dài khoảng 90cm. Chất liệu của nó là bằng xốp các nhá, bằng xốp và bọc vải đây. Đấy thì ví dụ như cửa nhà các bác bị kiến dán, bị côn trùng thì các bác cho vào cho em, hoặc là bị hở, bị ra điều hòa các kiểu đấy, gió điều hòa ra. Đấy lên cho em là thanh chắn cửa nhá. Đó, thanh chắn cửa. Thanh chắn cửa giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con thanh chắn cửa như này. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn cái con thanh chắn cửa này các bác nhá. Đây các bác này, đấy nó côn trùng này, kiến dán, vi khuẩn các thứ là không xâm nhập được nhá. Các bác cứ đóng cửa vào cho em là xong. Đó. Nó rất là tiện dụng đây. Đấy các bác chỉ cần đẩy vào như này. Đấy, rất ok luôn các bác nhá. Đấy, thường đâu mình cắt đi đấy. Chiều dài của nó thì khoảng từ 8 đến 90cm thôi nhá, từ 8 đến 90cm. Nói chung là rất là ok luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ hợp lý luôn. Lên cho em là thanh chắn cửa nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho con thanh chắn cửa này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái xịt quần áo các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt quần áo. Một lọ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k các bác nhá. Đó, 50k. Đợt này hàng về giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Xả cho bác giá còn là 45k nhá. 45k cho một lọ xịt quần áo như này. Các bác lên cho em là xịt quần áo nhá. Đó, xịt quần áo. Cái này thì rất là thơm luôn. Đây, hàng của thương hiệu nội địa của Nhật các bác này. Đấy, con này thì giúp là thơm này. Đấy, diệt khuẩn và sạch các bác nhá. Đây, đây made in Korea các bác này. Hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, made in Korea này các bác nhá. Đó. Sạch thơm diệt khuẩn cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đó, hàng made in Korea, hàng nội địa Hàn Quốc các bác nhá, rất là thơm luôn. Đấy, quần áo các bác bị hôi, bị nấm mốc các bác chỉ cần xịt cái này cho em xong nhá. Đó, rất là thơm luôn các bác. Đó. Lưu hương thơm rất là lâu các bác nhá. Và sạch nhá. Một lọ này của nó là 250ml. Đấy, bên shop đang bán là
50k. Đợt này hàng về giá tốt cho bác, còn giá là 45k nhá. 45k cho một cái lọ xịt quần áo như này. Có lên cho là xịt quần áo nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô, đó là cái khay đựng thức ăn, ném thanh con dao Phương. Đấy, khay đựng thức ăn các bác nhá. Ném anh con dao đi. Dán rồi, ném đi. Các bác lên cho em là khay đựng thức ăn nhá. Đây, đấy. Một con khay đựng thức ăn như này. Hàng về thì giá rất tốt cho bác luôn. Đây các bác này. Đó, đây. Một con khay đựng thức ăn như này nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là khay inox siêu mỏng nhá, để tránh cái trường hợp là đến các bác chê là khay mỏng nhá. Thì em lên cái tên nó như vậy luôn. Khay inox này, đó. Khay inox siêu mỏng nhá. Đó, khay inox siêu mỏng. Đấy, hàng này thì nó cũng không phải là mỏng lắm đâu, nhưng mà em cứ lên tên vậy cho nó dễ. 70k cho một cái bộ khay inox siêu mỏng này. Giá là 70k các bác nhá. Đó. Giá là 70k cho cái khay inox siêu mỏng này. Đây. Đấy. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một khay đầu tiên này. Đấy, khay này của nó thì đây, khay này thì chiều rộng của nó sẽ là 20cm nhá. Đấy. À 18cm này. 18cm theo đến cái khay là 16cm này. Đấy. 18cm, đến cái khay 16cm này. Đến cái khay 14cm này. Đấy. Cho đến cái khay 12cm này. Và đến cái khay 10cm. Đây, đấy. Hàng có nắp hẳn hoi nhá. Đây, như trên video các bác trông thấy này. Khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ như trên hình và hình sẽ như hàng các bác nhá. Đó. Các bác yên tâm, bên em quay như nào là gửi đi như thế cho các bác. Đó. Thì đây, một cái bộ như này, 1 2 3 4 5 cái khay như này, từ 18 đến 10 nhá, từ 18 đến 10, 18 16 14 12 và 10. Giá là 70k cho một bộ 5 khay như này. Đấy, các bác lên cho em là khay inox siêu mỏng nhá, khay inox siêu mỏng. Đó. Một bộ như này. Đây, khay inox siêu mỏng một bộ như này giá của nó chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho 5 khay, tính cho các bác mua chỉ mất có trên 10.000 một khay này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, chỉ có trên 10.000 cho một khay như này thôi các bác nhá. Đó, trên 10.000 một khay thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái lô đó là cái sạc thôi nhá. Đó, à cái tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone này. Đấy, con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá là 160k. À 250.000 xả cho bác còn 160k nhá. Đây. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, các bác chỉ cần việc là bóc ra và mình sử dụng thôi. Đó. Hàng lỗi đổi mới bảo hành cho bác luôn, như các bác yên tâm nhá. Đấy, sách hướng dẫn này. California con này, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, design by in California này. Đấy, đây là cái tai nghe này. Và các bác còn được tặng thêm cả 4 miếng lót nữa nhá. 4 miếng lót cộng với lại là cái 4 miếng lót như này, cộng thêm cho các bác là cái cáp sạc nhá. Đó. Giá thì chỉ có 160.000 thôi các bác nhá, 160.000 thôi. Đây các bác này. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Tai nghe EarPods Pro các bác nhá. Đấy đây. Các bác này. Đó, tai nghe iPhone EarPods Pro các bác nhá. Đây, EarPods Pro các bác này. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Một cái bộ như này, giá bên shop đang trân trọng gửi tới quý các bác anh chị cái giá đó là đi đây. Đấy, giá của nó chỉ có 160.000 cho con tai nghe iPhone này thôi các bác nhá. Đấy, 160.000. Coi lên cho em là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone 160k nhá. Đấy. 160k, giá siêu tốt cho bác cho con tai nghe iPhone này luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái cân sức khỏe các bác này, cân sức khỏe đây. Hàng của Nhật siêu chất lượng luôn. Con này thì bên shop về cho các bác nó sẽ là một lô này của nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cân và một cái pin. Đấy, một đôi pin các bác nhá. Đấy, các bác được tặng kèm thêm một đôi pin luôn để tiện cho các bác sử dụng nhá. Tặng kèm thêm một đôi pin luôn. Hàng rất đẹp cho các bác nhá. Đấy đây. Đấy, hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác nhá, rất chất lượng luôn đây các bác này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Mặt kính cường lực chịu lực lên tới là 180kg. Đấy, về các bác lắp cho em quả pin này vào này. Đấy, nếu mà quả pin hết thì các bác có thể là thay pin khác nhá, tại vì hàng vận chuyển từ nước ngoài về thì nhiều khi nó để lâu thì nó hết pin là cái điều rất là bình thường thôi. Thì các bác thay pin vào cho em nhá. Đó, thay pin vào cho em. Đấy. Là ok. Đây. Đây các bác này. Con này thì nó sẽ có chế độ là cân và cập nhật cho các bác nhiệt độ luôn. Nhiệt độ bây giờ đang là 20 độ C em nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây, công tắc của nó đây, các bác ấn này cho em là nó sẽ lên này. Rồi em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đó. Đây. Đấy, cân thử cho bác xem. Đây. Đấy.
Em hôm nay đang là 68,65 kg. Đấy, 68,65 kg. Nhiệt độ đang cập nhật là 21 độ C. Nó sẽ nhớ cho các bác trong vòng là mấy giây, sau đó thì nó sẽ tắt các bác nhá. Đấy, nó sẽ tự tắt thôi. Con này nó rất là tiện các bác nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác bật cái này lên này. Đấy, bật cái này lên cho em. Và các bác để cho em về chế độ là kg thôi nhá. Đúng chế độ kg như này là ok nhá. Đó, đúng chế độ kg này là ok. Đấy, một con cân sức khỏe như này. Cái shop đang bán là 160k nhá. Đấy, các bác lên xem là cân sức khỏe nhá. Đó, cân sức khỏe này. Đấy, cân sức khỏe nhá. Đó. Cân sức khỏe. Bên shop đang bán là 160k. Đợt này hàng về giá tốt, còn 120k cho con cân sức khỏe này nhá. 120k cho con cân sức khỏe này, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái máy cạo râu nhá. Máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đấy, bán rất là nhiều rồi. Đó. Nhưng mà con này đợt này thì hàng về giá sẽ rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, hàng về giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy. Con này thì đợt trước bên em đang bán là 140.000, 140k cho con máy cạo râu này nhá. Đấy, đợt này hàng về giá tốt cho bác luôn. Đó. Giá chỉ còn là 100k nhá. 100k cho con máy cạo râu như này. Hàng siêu chất và giá siêu tốt cho bác luôn. 100k cho con máy cạo râu này nhá. Hàng thì cắm sạc trực tiếp này luôn, cắm sạc trực tiếp nhá. Các bác cắm sạc điện 220 trực tiếp luôn. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đây là em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Ngoài ra thì các bác mua thì bên em sẽ bán kèm thêm cả màng cả lưỡi nhá. Đấy. Một bộ của nó sẽ bao gồm là một màng và một lưỡi nhá. Một màng và một lưỡi. Đấy. Thì bên em bán theo bộ một màng và một lưỡi. Thì một màng một lưỡi như này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một bộ cả màng cả lưỡi. Đấy, các bác có thể mua về để thay thế dần nhá. 40k một bộ. Đấy. 40k một bộ, 20k một chiếc nhá. Đấy, 40k. 40k trên một bộ như này, bao gồm một màng một lưỡi cho các bác nhá. Đó, để các bác thay thế. Còn máy thì giá của nó sẽ là 100.000 và máy thì đã có màng có lưỡi sẵn rồi. Đấy. Con này thì nó sẽ có hai tính năng nhá. Tính năng thứ nhất là các bác dùng để ví dụ râu dài thì các bác đẩy cái phần tăng đơ này lên này, cắt trước cho em. Sau đó thì các bác đẩy cái tăng đơ này xuống và bắt đầu cạo râu nhá. Đấy, giá thì siêu tốt cho bác luôn. Đấy, các bác có nhu cầu mua thì có thể lên luôn cho anh em con máy cạo râu anh em nhá. Anh em quan sát râu của mình nhá, trước khi cạo và sau khi cạo anh em nhá, quan sát kỹ cho mình nhá. Đấy anh em thấy không? Đây cái ria mép này. Cạo cực kỳ sạch và nhanh luôn và không hề có một tí rát nào anh em nhé. Đây cạo cho anh em xem cái cằm của mình này. Rất nhiều râu luôn anh em nhé. Khi anh em cạo thì anh em rủn đi rủn lại như này cho mình nhé. Đó, để cho cái râu nó lọt vào trong cái phần lưỡi cắt anh em nhé. Chứ anh em cứ để nguyên không nó cũng không sạch cái đâu anh em ạ. Đó. Nói chung là cái gì mình sử dụng mình phải biết cách thì nó mới ngon được anh em. Đó, còn anh em không biết cách thì nó không thể ngon được đâu. Anh em nghe cái tiếng râu nó đứt xẹt xẹt nha. Râu của mình là râu cứng và rất là nhiều, dày râu luôn anh em nhé. Và cạo cũng sạch hết luôn. Đó anh em theo. Đây. Đó anh em thấy không? Sạch hết luôn nhá. Đó, ok anh em nhá, trắng phau sạch sẽ luôn. Đó, anh em có nhu cầu mua hàng thì nhấp ngay phần giỏ hàng tham khảo đặt hàng cho mình nhé. Con này thì công suất của nó sẽ là 3W anh em nhé. Sạc điện 220 bình thường rồi ok anh em. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy, đây đây. Bên em có dòng mét 6 và dòng mét 8. Mét 6 và mét 8 nhé. Đó. Chất liệu của nó thì bằng sợi mây tự nhiên. Sợi mây tự nhiên. Bền đẹp chắc chắn các bác nhé. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Giá thì siêu tốt cho bác luôn. Một cái bộ chiếu mây như này. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450k và bao ship nhé các bác, lên cho em là chiếu mây 450k. Đấy, và bao ship cho cái chiếu mây 6 và mét 8. Đấy, mét 6 mét 8 tùy theo các bác giường khổ nào thì mình lấy khổ đấy thôi. Chiều dài chung của nó sẽ là mét 6 2m và mét 8 2m coi nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Muji của Nhật nhá, rất là chất lượng luôn. Đó, đây. Thì khi các bác nhận được chiếu thì bao gồm là sẽ được tặng kèm thêm hai cái vỏ gối này nữa này, hai vỏ gối nữa. Đấy, vỏ gối này thì kích thước của nó sẽ là 40 x 70 nhé, 40 x 70. Đấy, rất là dài luôn, 40 x 70. Loại vỏ gối to nhé. Con này thì các bác dùng thì cực kỳ là êm luôn nhé. Đấy. Chiếu này thì nó là thuộc dạng là chiếu điều hòa nhé. Chiếu điều hòa nó sẽ có hai mặt nhé. Một mặt thì là được trần bằng sợi mây tự nhiên nhé. Sợi mây tự nhiên. Cái mặt sợi mây tự nhiên này thì các bác nằm mùa hè thế em. Đấy, chuẩn bị vào mùa hè nơi rồi. Các bác nằm trên cái chiếu mây này thì nó rất là mát luôn. Đấy, thoáng khí và mát nhé.
Đó, còn mùa đông thì các bác làm cái mặt trần sợi bông này cho em này, cực kỳ êm và ấm luôn, êm ấm nhá. Đấy, còn mùa hè thì thoáng mát và mùa đông thì êm ấm nhá. Đó, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 450.000 à? 450.000 và bao ship cho một cái con chiếu mây của Nhật như này nhá. Đấy, 450.000. Đây, em dở ra tổng thể cho các bác xem này. Đó, cực kỳ là chất chơi con rơi luôn, các bác thấy không? Đây, đấy. Các bác nhìn tổng thể này, vào trong căn nhà nhìn cái bộ chiếu này nó cực kỳ là sang xịn mịn luôn. Đấy, hàng của Nhật đây, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đó. Bên mặt đằng trước này thì nó sẽ là 100% là sợi mây tự nhiên. Còn mặt đằng sau này thì nó sẽ là cái trần cái sợi bông nhá, sợi bông. Đấy các bác, đấy. Rất chất lượng luôn, đây các bác. Đó. Rất đẹp nhá. Đấy, mùa đông mùa hè các bác dùng được hết nhá. Mùa đông thì bác dùng cái mặt sợi bông này cho em này. Đấy. Nằm cái chiếu lên, nằm lên cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hoa văn rất đẹp luôn nhá. Đó. Các bác nhận hàng thì không thể chê vào đâu được nhá. Hàng của nó rất là đẹp luôn, rất chuẩn chỉ, rất đẹp và rất tuyệt vời luôn. Đấy, giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó. Thì các bác có nhu cầu về cái chiếu mây Nhật thì có thể liên hệ nhá. Giá thì em shop đang trân trọng gửi tới các bác thì giá rất là tốt rồi. Đó. Các bác mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp tới các số online của bên em. Đấy, một bộ chiếu như này, các bác sẽ được tặng kèm thêm cho em là hai vỏ gối như này. Và giá của nó thì chỉ có là đi các bác lên cho em là chiếu Nhật nhá. Đấy, chiếu điều hòa. Đấy. Chiếu điều hòa Nhật, giá của nó sẽ là 450k và bao ship nhá. 450k và bao ship nhá. Lên mã cho em là chiếu điều hòa nhá. Chiếu điều hòa, đó. Chiếu điều hòa nhá. Đó. Chiếu điều hòa, giá của nó sẽ là 450.000 và bao ship cho các bác luôn. Hàng cực chất và giá cực tốt luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái đài FM đó nhá. Đài FM cũng là hàng của Nhật luôn. Rất là chất lượng quá này. Đó. Các bác lên cho em là đài FM Nhật nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con mã đài như này. Giá của nó sẽ là 300k và bao ship nhá. Đó, đây. Mặt rất đẹp luôn này. Đó. 300k và bao ship cho cái con đài FM này. Em sẽ dò thử cho bác xem luôn. Đấy. Hàng của Nhật có nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, made in Japan này, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây, các bác kéo cái dầu này lên cho em này. Bật cái công tắc này, chuyển cho em về chế độ FM này. Vặn cái này này, đó. Vặn cái này là để cho chỉnh vừa là chỉnh âm lượng, vừa là chỉnh bắt đầu là bật nguồn này. Sau đó thì các bác bắt đầu dò này. Khi dò thì các bác lưu ý là chậm rãi cho em nhé. Đấy, để cho sóng nó còn bắt. Chứ không các bác mà làm nhanh quá thì nó cũng không bắt được. Đấy. Đấy. Thì các bác... Đấy. Tiếng nghe rất là trầm ấm và hay nhá. Đúng tiếng đài FM luôn các nhá. Lượng hơn 500 bị hại thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước. Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, Lê Huy Nhật và Nguyễn Hữu Hiếu mở công ty cổ phần tập đoàn Dream Group, rồi lập nhiều fanpage bán mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa, rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng. Nạn nhân mà Hiếu nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Với một loạt thông tin đưa ra hấp dẫn khi con mồi sập bẫy, Nhật Huy cử nhân viên của mình đồng thời đóng hai vai, vừa là nhân viên trực bếp để chăm cộng tác viên, vừa đóng giả là người mua hàng, sau đó sử dụng Facebook ảo, sim giác, đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng. Đó, vâng, vừa rồi thì các bác đã được nghe chất âm trầm ấm và rất là hay của con đài FM nhé. Cũng là một cái bản tin để cảnh báo cho các mẹ bầu sữa luôn. Đó là đừng nghe những cái lời dụ dỗ ngon ngọt các bác nhé. Đó, đây, thì con này thì nó sẽ có một quả pin sẵn như này rồi. Thì về các bác cứ sử dụng quả pin này cho em là xong. Pin 16850. Đấy, 18650. Các bác về các bác sạc vào. Đã tặng kèm các bác cả một cái dây sạc rồi, về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là xong nhá. Đấy, ở đây thì bên em có tặng kèm các bác một cái dây sạc này. Đấy, về các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình là ok. Giá thì một con đài MF như này, giá của nó sẽ là 300k nhá. 300k và bao ship. Hàng made in Japan này các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đấy, giá thì cực kỳ tốt nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Con này thì ngoài cái chức năng là nghe FM thì các bác có thể là các bác sẽ còn nghe được cả cái MP3 nữa nhá. Tức là các bác kết nối vào Bluetooth để nghe nhạc như bình thường không nhá. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng. Đấy. Giá thì cực kỳ là tốt luôn. Một con này FM như này. Bên shop chỉ gửi tới các bác cái giá đó là 300k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá. Đấy. Các bác có thể là do bắt Bluetooth để nghe nhạc được các bác nhé. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn nhé. Khi mà ông hai không thể
những cái nỗi niềm của mình, thì nhà văn đã sử dụng hình thức ngôn ngữ độc thoại nội tâm để diễn tả cái tâm trạng đó của nhân vật. Chất âm của nó thì cực kỳ là hay nhá, rõ đầm ấm tiếng và không bị sôi nhá, không bị sôi. Đó, đài của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Bên shop thì đang gửi tới bác cái giá đó là 300k nhá. Các bác lên cho em là đài FM này. Đó, đài FM. Đấy. Đài FM, giá của nó sẽ là 300k nhá, 300k và bao ship cho cái đài FM này. Đó. Vâng, cái sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái điện thoại Nokia nhá. Các bác lên cho em là điện thoại Nokia. Con này thì nó là dòng một sim nhá, điện thoại một sim. Đấy, bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200k và bao ship cho cái điện thoại một sim này, 200k và bao ship các nhá. Các bác lên mã giúp cho em là điện thoại Nokia. Con này thì chuyên dùng để nghe gọi nhá. Pin của nó, bỏ anh con dao đi. Pin của nó thì cực kỳ là trâu luôn nhá. Đấy, chuyên để nghe gọi. Pin của nó thì dùng cực kỳ là trâu luôn. Đấy, cho nên là các bác dùng thời gian nghe gọi có thể lên tới là cả từ một tuần nhá, một tuần đến 10 ngày rất là ok luôn. Đấy. Con này thì ưu điểm của nó, pin của nó là pin sản xuất tại Nhật các nhá. Đấy. Riêng pin là sản xuất tại Nhật nhá. Đấy, cho nên là cái pin của nó rất là bền. Đây con này. Đó. Hàng điện thoại Nokia, pin đây. Pin sản xuất tại Nhật luôn này. Đấy, made in Japan con này. Đó. Pin của nó là sản xuất tại Nhật luôn. Còn cái thân máy này thì nó có thể là sản xuất ở Trung Quốc hoặc là ở Việt Nam thì cái này nó không quan trọng. Quan trọng là con pin này thôi. Đấy, các bác lưu ý cho em là quan trọng nhất là cái em pin này. Đấy, mà pin sản xuất tại Nhật thì các bác biết rồi. Đó, đây, Nokia các bác này. Một sim nhá. Đấy, một sim. Có tặng kèm các bác cả cái củ sạc luôn. Nói chung là đầy đủ luôn. 200k gửi tới các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán nhá. Đây, sạc đây. Trên này thì có cả jack 3.5 nghe nhạc và có cả là cái đèn pin luôn, đầy đủ nhá. Đấy, bác nào dùng con này thì các bác biết rồi. Đấy, điện thoại Nokia 1280, một con điện thoại dòng huyền thoại nhá. Ông bà già rất là dùng, bàn phím nổi nhá, điện thoại một sim. Giá của nó sẽ là 200 cành cho con điện thoại một sim này. Giá siêu tốt cho bác luôn các anh nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là bên shop về cái mũ chống nắng các nhá, mũ chống nắng. Đây, các lên cho em là mũ chống nắng nhá. Đấy. Con này thì nó rất là chất luôn, đây em sẽ đội thử vào cho các bác xem. Mũ chống nắng, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đây các bác đeo vào như này cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái hai cái lớp này. Đây, đeo vào nhá. Đấy. Chống nóng hết cho các bác luôn nhá. Có cả đường thở luôn, đường thở đây. Đấy, để cái này để các bác thở này. Đấy, cái này để chống nóng này. Rất là tiện dụng luôn. Đây các bác thấy không? Đây. Đây em đeo vào rất là ngon lành cành đào luôn các bác thấy không? Đó. Có cả quai nhá, có cả quai thắt luôn, rất là tiện dụng nhá. Đây, các bác thấy không? Trông nó không thể hở tí nào được luôn nhá. Đó. Chỉ có hở mỗi con mắt thôi. Các bác đi mùa hè rất là ok nhá. Đặc biệt là miền Bắc sắp vào mùa hè rồi, nắng nóng rất là khủng khiếp nhá. Thì các bác lên cho em là cái mũ chống nắng nhá. Con này thì giá cực kỳ là tốt. Đó. Lên cho em là mũ chống nắng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái em mũ chống nắng này coi nhá. Đấy, các bác lên cho em là mũ chống nắng này. Đấy. Mũ chống nắng. Mũ chống nắng nhá. Đó, mũ chống nắng giá của nó sẽ là 50k cho một con mũ này. Miền Bắc sắp vào mùa hè rồi. Đấy. Ngoài ra chống nắng thì nó sẽ chống cho các bác là cả gió cả bụi bẩn luôn. Hàng thiết kế cực kỳ là đẹp nhá. Màu sắc sạch sẽ. Đấy, màu sắc rất là sạch sẽ. Và nói chung là thiết kế rất là nhỏ gọn tinh tế. Đấy, các bác có thể là đeo trực tiếp. Đấy, hoặc là nếu mà các bác không muốn đeo cái này thì các bác đẩy ra đằng sau, đẩy cái này ra đằng sau. Các bác chỉ đeo không được, đeo không như này. Đây, đây để em đeo lại cho bác không nhá, mình không cần choàng nhá. Đây đeo không này nó sẽ như này. Đấy, đeo không là như này các bác nhá. Đấy, còn các bác thích thì mình lại cho cái kia về đằng trước cũng được. Con này thì chống nắng thì nói chung là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, các bác có thể là cho cả cái phần bịt mặt này về đằng trước, hoặc là không thì các bác bỏ ra đằng sau, mình chỉ đeo qua. Đó, rất tuyệt vời ông mặt trời các nhá. Đó. Có là 50k thôi. Lên cho em là mũ chống nắng 50k cho con mũ chống nắng này nhá. Đấy, cái vành này của nó rất là to này, vành rất to nên che nắng rất là tốt luôn. Đó, và rất là chắc chắn nhá. Đấy, cái này thì nó là dạng là mút mềm bên trong, cho nên là cái bộ mũi khoan tháp các bác này, bộ mũi khoan tháp đa năng. Bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi nhá. Bộ này bao gồm 5 mũi. Đấy, 5 mũi như này các bác này. Bộ 5 mũi như này. Hàng siêu chất và giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. 240.000 và bao ship cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này các bác nhá. 5 mũi khoan đa năng. Hàng của thương hiệu Unica Japan các bác này. Unica Japan. Trước bên em đang bán là 280k đấy. Đợt này về cho bác giá tốt 240k nhá. 240k cho cái bộ mũi khoan đa năng như này các bác này. Hàng siêu chất lượng cho bác luôn. Đấy. Đây. Rất chất lượng luôn nhá. Bộ này của nó sẽ bao gồm 5 mũi nhá, to nhỏ lớn bé mẹ con đủ cả. Các bác mua để làm nghề, để sử dụng trong công việc gia đình nhà mình thì rất là ok luôn. Đặc biệt các bác làm nghề làm thợ, khoan được cả inox các bác nhá, khoan được cả inox luôn, rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì bên em có bán cả bên top top luôn nhá. Các bác có thể lên top top mua các nhá. Đó, sản phẩm tiếp theo.
Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái kéo cắt gà của Đức cô nhá, kéo cắt gà của Đức đây. Đấy, thì một con kéo cắt gà của Đức như này. Bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 100k nhá, 100k cho một con kéo cắt gà như này các bác này. Đó. Hàng về số lượng cho nên là gửi tới các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. 100k cho một con kéo gà như này các bác nhá. Đấy. Hàng siêu chất cho các bác luôn. Đấy. Đấy, hàng made in Germany, hàng của Đức các bác nhá. Đấy. Made in Germany các bác này. Đấy. Hàng của Đức siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Made in Germany luôn các bác nhá. Đây. Made in Germany các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đấy, thì con này chức năng chính của nó là thứ nhất là cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn này. Thứ hai là các bác có thể dùng để sử dụng đánh vảy cá này. Con này đánh vảy cá này, cái đầu phần nhám này, cái phần lưỡi răng cưa này để đánh vảy cá chứ không phải là nó bị mẻ đâu nhá. Đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng để kẹp cua ghẹ này, nói chung là đa chức năng luôn. Tất cả đều bằng hợp kim. Đấy, hàng của Đức, giá thì Việt Nam. Đó, giá chỉ có 100 cành thôi. 100k cho con này các bác nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bộ vít các bác này. Đây. Bộ vít đóng các bác nhá. Bộ vít đóng này. Đấy, bộ vít đóng như này. Bộ này của nó thì nó sẽ bao gồm cho anh em là 6 chi tiết anh em nhá. Đấy, bộ vít đóng đây. Con thân đầu đóng của nó này. Thân đầu đóng đây các bác nhá. Đấy, con thân đầu đóng này. Và ngoài ra thì các bác có thể sử dụng 6 con vít này để các bác thay thế cho nhau nhá. Đấy. Có tặng kèm cho các bác một bộ này của nó sẽ là 6 con vít nhá. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Các bác lên cho em là vít đóng nhá. Đấy, lên cho em là vít đóng. Thì bên shop chỉ có một loại này thôi. Lên cho em là vít đóng này. Con này các bác có thể xoay như này để đảo chiều nhá. Đấy, một chiều là đóng đóng ra, một chiều đóng vào nhá, đóng vào. Đó. Hàng cực kỳ là chắc luôn. Con này các bác dùng làm búa đóng, dùng để nó đóng trực tiếp vào con vít như này để đẩy con vít nó bị không xoáy ra được là các bác cho vào là nó ra luôn nhá. Rất là chất luôn. Đây. Đấy. Có 4 mũi ngắn như này, 4 mũi ngắn và có 2 mũi dài. Đấy các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Con này bán 200 à? Con này vít đóng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200k nhá, 200k cho cái em vít đóng này. Đấy, 200k. Có lên trên là vít đóng nhá, 200k bao ship cho bác luôn. Đó. 200k bao ship cho bác vít đóng các bác nhá. Đó, 200k. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con kìm đầu bằng quá nhá. Đấy các bác lên cho em là kìm đầu bằng. Đó. Kìm đầu bằng. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là 210k và bao ship cho cái kìm đầu bằng này nhá. 210k và bao ship này. Đấy, kìm đầu bằng các bác nhá. Đó, hàng siêu chất luôn. Con này thì hàng 3 chức năng. 3 chức năng các bác nhá. Đấy, hàng 5 chức năng. Thứ nhất là xoắn dây các bác này, xoắn dây này, thứ hai là vặn ốc này, thứ ba là cắt dây này, thứ tư là bấm cốt và thứ năm là tuốt dây điện này. Đấy, một con kìm đa di năng như này. Ví dụ các bác làm điện làm đón cần tuốt dây bấm ở đây tuốt luôn được nhá. Bấm cốt, bấm giấc các kiểu con này đều luôn. Giá thì chỉ có 210.000 và bao ship thôi nhá. 210.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn nhá. Đó. Thì các bác có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ các nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đầu bằng nhá. Giá của nó sẽ là 210k và bao ship cho cái mã kìm đầu bằng này. Đấy, giá siêu tốt cho bác luôn. Kìm 5 chức năng. Hàng của thương hiệu FO của Nhật các bác này. FO đây. Japan các bác này. Japan đây. Rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đó. Rất chất lượng luôn và giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Rồi, ok. Đây các bác nhá. Đó. Hàng của hãng cực kỳ là chất lượng luôn. Thương hiệu Hikari các bác nhá. Đấy. Hàng rất chất lượng luôn. Con này thì nó sử dụng điện 220 nhá. Đấy, hàng có tem mác đàng hoàng. Đấy, tem mác đàng hoàng có nhá. Đây, tem bảo hành vào tỏi đàng hoàng, tem mác đàng hoàng cho các bác yên tâm sử dụng các bác nhá. Hàng của thương hiệu Hikari cực kỳ là chất lượng luôn. Tem mác bảo hành vào tỏi đàng hoàng có nhá. Đấy. Con này nó thì nó sử dụng điện 220V các bác nhá. Đây. Đấy, con này nó sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là đi đây. Đấy. Đây, công suất 1500W nhá, dung tích 2.3L và sử dụng điện 220V. Đây. Đấy, 2,3 lít này, 1500W này, các bác nhá. Đó, điện 220V. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Con ấm siêu tốc như này. Đây, cái thân ấm của nó này, đây, thân ấm đây. Đấy, là cái đế đây và thân ấm đây các bác này. Đấy, thân ấm đây các bác nhá. Đây, hàng của thương hiệu Hikari nhá, rất chất lượng luôn. Đây, điện 220V, 50-60Hz này, 1500W các bác này. 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, hàng cực kỳ chắc chắn luôn nhá. Bên trong của nó thì là bằng
inox nhá, bằng inox hết nhá, inox. Và bên ngoài của nó thì sẽ là bằng nhựa ABS nguyên sinh nhá. Ấm cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Công tắc đóng bật trên tay này rất là tiện dụng này. Đó, giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Dung tích là 2.3 các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. Đó, lên mã giúp cho em là ấm siêu tốc 350k và bao ship cho cái mã ấm siêu tốc này nhá. Đấy, 350k và bao ship. Đấy, cho một con ấm siêu tốc hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Đó. Hàng này thì siêu bền, siêu chắc chắn luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Bên shop đã đi tới cả hàng nghìn mã rồi các bác nhá, chứ không phải là ít nữa. Giá rất chất cho các bác luôn, giá rất tốt luôn. Đây, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn nhá. Và hàng này của nó là hàng to nhá. Thương hiệu Hikari này, hàng đại, hàng 2.3 các bác nhá. Đấy, khi cắm vào là ở đây nó có đèn báo luôn, công tắc bật ngắt ở đây các bác này. Đấy. Hàng này là hàng đại nhá, chứ còn những cái hàng nhỏ của nó thì nó chỉ có khoảng lít 8 đến 2 lít thôi, nhưng mà dòng này là dòng to, 2.3 để phục vụ các bác nhá. Đấy, ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Hikari, siêu chất để phục vụ các bác luôn. Anh em các bác có nhu cầu xem tham khảo đặt hàng thì có thể liên hệ hoặc là mua ở bên Top thôi nhá. Rồi ok. Đặt này hàng về số lượng và giá rất là tốt cho các bác luôn. Một cái con vòi xịt vệ sinh như này. Đó. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây là dây của nó này. Đấy. Dây của nó thì rất là mềm luôn các bác nhá. Dây của nó là dây inox rất là mềm luôn. Đấy, đầu vòi xịt này cũng đều bằng inox hết nhá. Đều bằng inox hết, không bắt nam châm. Cho các bác về test nam châm thoải mái ok luôn các bác nhá. Test nam châm thoải mái luôn. Hàng thì của thương hiệu Osaka Japan các bác này. Đây. Osaka Japan đây. Hàng của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn nhá. Đây, Osaka Japan các bác này. Đấy, đây các bác quan sát nhá. Đó, Osaka Japan đây. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Thì một cái bộ vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp đặt vào cái đầu cấp nước nhà mình là xong nhá. Đấy, đây là cái gen của nó này. Đấy. Về các bác chỉ cần lắp vào cấp nước của nhà mình là xong. Nó rất là tiện dụng nhá. Ở đây thì con này nó sẽ có chế độ là đóng ngắt trên tay luôn. Đây, Osaka Japan. Đóng ngắt trên tay luôn các bác nhá. Đây, Osaka Japan con này, hàng của Nhật nhá. Con này thì nó đóng ngắt trên tay luôn cho nên nó rất là tiện các bác này. Đó. Và các bác kết nối vào đầu nguồn nước cho em là xong. Dây của nó thì nó sẽ dài khoảng là đi 1 mét các bác nhá. Dây dài khoảng 1 mét. Đây, tất cả đều bằng inox hết nhá. Có cả giá đỡ luôn, có cả giá đỡ đây các bác này. Đấy. Có cả giá đỡ, cả ốc điếc các thứ về các bác chỉ cần bắt vào là xong. Rất là tiện, không phải mua thêm gì nữa. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh nhá. Giá của nó thì con này trước bên shop đang bán là 150k này. Đấy, 150k. Đấy. Đặt này hàng về giá tốt xả luôn cho bác, giá đó là 100k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây vòi xịt vệ sinh. Giá của nó sẽ là 100k này, 100k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh này nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, anh em các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em. Đó, 100k. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm mới, đó là cái chai xịt PR7 các nhá. Đấy, RP7, chai xịt RP7. Con này thì giúp cho là bôi trơn đa dụng này, bôi trơn đa dụng. Đấy, ví dụ như là khởi động lại các động cơ bị thấm ướt này, rồi làm ngưng hẳn tiếng kêu phát ra do vật liệu bị cọ sát này, rồi là bôi trơn công thức được cải tiến này, đấy các bác nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Thì ví dụ như là các cái chất của nó là bu lông ốc vít bị rỉ sét này, các bộ phận bị rạn nứt này. Đấy, nói chung là ổ khóa kia các bác bôi và xịt vào cho em là ok luôn. Thì một cái chai xịt PR7 như này, đấy, RP7 như này. Các bác lên cho em là xịt rỉ nhá. Đấy, lên cho em là xịt rỉ nhá. Đó. Xịt rỉ nhá. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k cho một chai này. Đó, lên cho em là xịt rỉ. Giá của nó sẽ là 50k một chai này nhá. Đấy. Ví dụ như nhà các bác có cái thiết bị động cơ nó sẽ bị rỉ sét hoặc là bị thế nào đấy thì các bác xịt lên, các bác xịt lên cho em xong. Đây. Đấy, các bác xịt lên là nó sẽ tự nó sẽ đánh tan ra luôn các bác nhá. Đó. Đấy, ưu điểm của con này nó là như vậy các bác nhá. Ở đây nó sẽ có tặng kèm các bác cả cái vòi này luôn về các bác xịt nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam thôi nhưng mà nó là hàng chất lượng cao nhá. Đấy, xịt RP7 này. Đấy, con này thì nó là quá huyền thoại rồi. Nhiều bác biết và con này thì cũng bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Giá của nó là 50k. Các bác lên cho em là xịt rỉ nhá, xịt rỉ. Giá của nó sẽ là 50k cho con chai này. Rất là hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bút thông mạch các nhá, bút thông mạch. Đấy, con này thì nó là hàng của thương hiệu FO của Nhật cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, đây các bác này, bình thường thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, nó sẽ như này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Thì khi mà các bác cho vào điện dương thì nó màu đỏ, mà điện âm thì nó sẽ là màu xanh.
Đấy, và ví dụ như dây các bác muốn đo dây bị đứt hay không thì cứ xử lý con này chị em. À, lấy con này đo là biết ngay. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái bút thông mạch như này. Có lên cho em là bút thông mạch nhá, bút thông mạch. Đấy, bút thông mạch có đèn báo luôn. Giá của nó sẽ là 80k cho con bút thông mạch này. Đây thì nôm na thì điện âm là nó sẽ là màu xanh và điện dương là sẽ là màu đỏ. Và khi các bác sử dụng ấy thì khi các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là ví dụ như dây mà các bác muốn đo dây là nó sẽ sáng như này. Đấy các bác nhá. Đây. Đấy, tức là cái này nó dẫn điện này này. Đấy, xem cái dây nó còn hay là nó mất là nó sẽ sáng này, các bác nhá. Đó. Giá của nó thì cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho con bút thông mạch này nhá. Bên trên là bút thông mạch, giá của nó là 80k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái xịt khô dày các bác nhá. Đấy, à cái này đúng không? Cái này là xịt khô dày. Giá của nó sẽ là 100.000 cho cái chai xịt khô dày này. Đấy, em sẽ có video thực tế cho bác xem cái chai xịt khô dày này luôn. Dùng nó rất là sạch luôn, nó ra cái dạng bọt kem trắng như này các bác. Đấy, kem trắng như này. Quánh tan hết các cái vết bẩn luôn các bác nhá. Đấy, và nó sẽ không bị ướt dày. Giá của nó là 100, lên mã cho chị em là xịt khô dày các bác nhá. Xịt có tí thôi mà cái bọt của nó phồng lên rất là nhiều. Cái mùi của nó tôi thấy giống hương chanh anh em ạ. Mà cái bọt này hay nha, đánh tới đâu là tan tới đấy. Đánh xong cảm thấy sạch thì anh em lấy khăn lau đi. Và đây là kết quả này anh em. Tôi thề luôn là nó cực kỳ sạch anh em ạ. Mà còn không bị ướt giày nữa cơ. Tôi thử lên cả luôn đôi giày hai chai bộ của tôi. Công nhận nó sạch thật, test luôn cả cái chỗ khó vệ sinh nhất là cái thân vải này nha anh em. Mấy chỗ này cực kỳ là cứng đầu luôn đấy. Trà chỗ này thì hơi khó một chút anh em ạ. Và đây là thành quả. Nó sạch được luôn anh em ạ. Cực kỳ xịn luôn. Con này ngon nha anh em. Ông nào cần thì bấm vào đây nhá. Đấy. Cái hàng cái lô hàng mới về này thì cái nắp của nó sẽ có luôn cả cái bàn chải luôn. Đây các bác này. Đấy. Nắp có luôn cả bàn chải luôn. Các bác có thể dùng cái nắp này để mình chà cọ rửa luôn. Đấy. Xịt xong ra cái là chà cọ rửa luôn, chà luôn. Sau đó lấy khăn lau đi là xong thôi nhá. Đấy nắp của nó đây. Đấy. Xịt ra sau đó thì đánh luôn. Đây các bác, ví dụ các bác vừa xịt ra, xịt xong mình đánh đi nha. Đánh sạch đi. Đấy, em đánh phát cái chữ của nó hết luôn này này. Đấy. Xịt xong đánh đi. Sau đó thì các bác lau khô đi là xong. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Hương chanh cực kỳ là thơm luôn. Đấy, lên cho em là xịt khô dày nhá. Xịt khô dày, giá của nó sẽ là 100. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái gang tay bông nhá, gang tay bông. Con này thì các bác chuyên dùng để dọn dẹp vệ sinh hoặc là rửa bát để biết thì phải dùng đến con này rồi. Nó rất là tiện. Đấy, đặc biệt là miền Bắc mùa đông lạnh thì rửa bát để biết nó rất là ngại. Thì các bác đi con này vào cho em. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Bên trong của nó có lớp bông như này, dùng rất là êm và ấm này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác con gang tay bông này, giá của nó sẽ là 50k cho một đôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là gang tay bông. Giá của nó sẽ là 50k một đôi gang tay bông như này. Gang tay bông nhá, giá của nó sẽ là 50k. Đấy. 50k cho cái đôi gang tay bông này. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là liếc mài dao nhá. Liếc mài dao. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho con liếc mài dao kim cương này. Đấy, có lên trên là liếc mài dao kim cương, hàng của Nhật đây, Japan đây các bác nhá. Đấy, 130k cho con liếc mài dao kim cương này. Hàng siêu tốt và giá cực tốt luôn. Đó đây, Japan các bác nhá. Các bác chỉ cần là liếc cái này là xong. Đó. Rất là tốt luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đó, 130k. Đó. 130k. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây Đài Loan. Đấy. 130k. 130k nhá. Lên mã theo là liếc ngoài dao kim cương 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái con Atomat các nhá. Atomat đây. Đó, hàng này thì nó là hàng 40A, hàng 40A các nhá. Đó, hàng 40A. 40A, công suất của nó là 40A, dòng dò là 30mA. Các bác dùng tổng gia đình là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200k nhá. 200k và bao ship này. Đó. 200k bao ship cho con Atomat 40A này. Các bác về các bác cứ dùng tổng gia đình cho em là ok nhá. Đấy, nhà nếu mà diện tích vừa phải thì các bác dùng con này là ok lắm rồi. Đấy các bác nhá. Đó. 20A, dòng dò của nó là 40A, dòng dò của nó là 30mA, dùng tổng gia đình là ok nhá. Hàng của Nhật coi nhá, rất chất lượng luôn. Đó, hàng của Nhật, của thương hiệu Mitsubishi coi nhá. Đấy, hoặc của Fuji. Đây. Đấy, 100% là hàng nội địa của Nhật hết, rất chất lượng luôn. Đây. Đấy, những con này thì có cả những con có cả lẫy cài luôn thì các bác lắp tủ rất là tiện. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái viên viên xả quần áo nhá, viên xả quần áo. Đây thì bên em sẽ có 3-4 màu như này, mỗi lọ là một mùi hương khác nhau. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi bao nhiêu nhỉ? Viên xả này 25k nhá. 25k cho cái lọ viên xả quần áo này. Có lên cho là viên xả quần áo 25k một lọ này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng xả quần áo cực kỳ là thơm luôn. Đấy, và rất tiết kiệm nhá.
Đấy, mỗi lần xả thì các bác giặt quần áo chỉ cần cho em khoảng là một rúm này thôi. Đấy. Này thôi đã là thơm lắm rồi các bác nhá. Đã là thơm lắm rồi. Đó, và nó rất tiết kiệm luôn. Giá thì cực kỳ tốt nhá. 25k cho một lọ này. Đó, 25k. Đó. Rất là rẻ luôn các bác nhá, 25k. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác đó là cái vòi cam xanh các bác này. Đấy, con này thì là màu cam mà con này màu xanh. Nó chia ra làm hai đường nước nhá, hai đường nước như này. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 60k cho một con vòi cam xanh như này các bác nhá. Đó. 60k thôi cho một con vòi như này, chia ra làm hai đường nước này, một hai đường nước như này. Đấy, lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá. Giá của nó là 60.000 một con. Đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, vòi cam xanh, giá của nó sẽ là 60k các bác nhá. Đó. Rồi ok,